cảm ơn thế các chị trong ban trang nghiêm, cảm ơn Chúa bởi vì trong buổi hôm nay giữa những biến động của thế giới thì chúng ta vẫn có sự bình an để chúng ta sẽ ngồi đây và thờ phượng Chúa với nhau. Chủ đề của ban trang nghiêm trong năm nay thì tôi được biết đó là vững tin và hy vọng, và tôi tin rằng đây là một chủ đề rất thiết thiệp cho đời sống đức tin của chúng ta trong giai đoạn rất đặc biệt này. Nó không chỉ đơn giản là một sự tiếp nối chủ đề chúng ta đã có trong năm cũ đồng hành với Chúa, nhưng nó cũng cho chúng ta thấy được những điều chúng ta sẽ có ở trên hành trình theo Chúa của chúng ta. Trong lời dẫn của cô Văn Huệ, cô có nói một điều tôi rất tâm đắc, đó là đối với người tin Chúa, chúng ta không được miễn trừ những khó khăn, những hoạn nạn, những thử thách ở trong cuộc đời này. Đừng tưởng rằng Corona nó chỉ đến với người không tin Chúa và nó sợ người tin Chúa. Báo chí ngày hôm qua cho chúng ta biết một ổ dịch, và ổ dịch lớn nhất ở Singapore đó lại là một nhà thờ, một hội thánh. Và nó cho chúng ta thấy rằng những khó khăn, những thử thách, những hoạn nạn mà chúng ta phải đối diện ở trong cuộc đời này, đó là điều rất bình thường. Chúng ta cũng giống như những người không tin Chúa, những khó khăn, hoạn nạn là điều chắc chắn sẽ đến trên đời sống chúng ta. Và thậm chí đối với người Cơ Đốc, những khó khăn, những hoạn nạn đó đôi khi lại càng khủng khiếp hơn nữa. Vì chúng ta không chỉ đương diện với một thế giới bị phá hỏng bởi tội lỗi, nhưng chúng ta cũng còn phải đối diện với cả một sự tấn công rất mạnh mẽ từ ma quỷ, từ thế lực, từ vua cầm quyền lúc không trung và của thế gian này. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có một điều rất khác biệt đối với những người không tin Chúa. Và điểm khác biệt đó chính là chúng ta là những con người có sự tin cậy, có sự hy vọng ở nơi tin Chúa. Điều khác biệt của chúng ta đối với người tin Chúa không phải là chúng ta không có sự hoạn nạn, hay là sự hoạn nạn đó nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng điều chúng ta có là sự vững tin và hy vọng. Và câu gốc chủ đề mà chúng ta có trong năm nay nói đến về ý tưởng của Đức Giê-hô-va đối với những người thuộc về Chúa luôn là ý tưởng bình an, để rồi chúng ta có sự vững vàng, hy vọng ở trong lúc cuối cùng của mình. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều những khó khăn, những sóng gió, những va đào. Nhưng trong những điều đó, khi xảy đến trong đời sống của người tin Chúa, chúng ta sẽ là những con người có niềm tin, có sự vững vàng, có sự hy vọng. Và thậm chí ngay trong chính cái điều mà con người sợ nhất ở trong trần gian này, đó chính là sự chết. Thì trong chính sự chết đó, chúng ta cũng là những con người sẽ có sự trông cậy khác với người không có Chúa ở trong cuộc đời này. Chúng ta có thể xem lại trong phần Thánh Kinh mà chúng ta sẽ cùng học hỏi với nhau trong buổi chiều hôm nay, trong Tê-sô-ca-ni nhất đoạn 4 từ câu 13 đến câu thứ 18. Phần đoạn Thánh Kinh mà chúng ta đang cùng học với nhau nói về sự sống lại và sự Chúa đến. Ngay trong câu thứ 13 chúng ta đã học với nhau: hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Người khác là những người không tin Chúa, họ không có sự trông cậy ở trong cuộc đời này. Nhưng chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta là những con người có sự trông cậy trong những hoạn nạn chúng ta đối diện, và trông cậy ngay chính khi chúng ta đối diện với sự chết của chính mình và của những người anh em xung quanh chúng ta, những người thân yêu chúng ta. Chúng ta có sự trông cậy rất tuyệt vời từ nơi chính Chúa. Và đó là điều chúng ta sẽ cùng nhau để tiếp tục để học hỏi trong buổi chiều hôm nay về tương lai đầy phước hạnh mà Chúa sẽ dành ban cho mỗi chúng ta. Chúng ta đang học về diễn tiến của sự cất lên của Hội Thánh Chúa. Người Tê-sô-ca họ đang lo lắng rằng khi Chúa trở lại, những người chết ở trong Chúa, họ không biết rằng số phận của những con người đó sẽ như thế nào.
Nhưng mà ở đây Phaolô ông có một sự xác quyết rất mạnh mẽ, khẳng khái về số phận của những người tin Chúa khi đã qua đời. Và trong chính cơ hội đó, ông đã diễn giải cho chúng ta một phần thánh kinh rất quan trọng. Nó hướng chúng ta đến một giáo lý rất đặc biệt ở trong kinh thánh, nói đến số phận của những người tin Chúa sau khi qua đời và liên quan đến cả lai thế học về sự tái lâm của Chúa Giêsu. Diễn tiến của việc hội thánh Chúa sẽ được cất lên ở trong tương lai, nó được đề cập đến ở trong câu thứ 16 và câu thứ 17 chúng ta đã và đang học với nhau. Có một số điều chúng ta đã nói qua và bây giờ chúng ta chỉ nhắc lại rất nhanh mà thôi. Liên quan đến sự cất lên của hội thánh Chúa, chúng ta thấy rằng có những trình tự, có những diễn tiến. Thứ nhất, khiến Chúa là đấng từ trên trời sẽ giáng xuống nơi không trung để đón tiếp hội thánh của Chúa. Chính Chúa từ trời sẽ đến để đón tiếp hội thánh của Chúa. Và như tôi đã nói, đây là nói đến một sự tạ ơn rất tốt đẹp mà Chúa dành ban cho những người tin Chúa. Khi Chúa trở lại, Ngài không nhờ một ai đó đại diện để tiếp rước hội thánh, nhưng chính Chúa, Ngài sẽ đến nơi không trung và chính Ngài là đấng sẽ tiếp rước hội thánh. Nó cho thấy một địa vị rất quan trọng của chúng ta trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Người đời có thể chê bai chúng ta, người đời có thể khinh khi chúng ta, người đời có thể xem chúng ta là những con người rất rồ dại trong cuộc đời này. Nhưng đối với Chúa, Ngài lại xem chúng ta là những con người rất đặc biệt, rất quan trọng. Chúng ta là những cô dâu trinh nguyên mà Chúa sẽ tiếp rước ở trong ngày cuối cùng và chính Chúa sẽ đến để thực hiện điều đó. Chúng ta cũng đã học biết những người tin Chúa đã qua đời, họ là những người sẽ được sống lại và mặc lấy một thân thể mới. Đây là điều chúng ta đã nói đến ở trong lần trước. Những người tin Chúa khi qua đời, họ không phải những người bị mất phần khi Chúa trở lại, nhưng chính họ là những người sẽ được ưu tiên, họ sẽ sống lại trước hết và được mặc lấy thân thể vĩnh viễn để được cất lên không trung gặp Chúa. Và chúng ta sẽ thấy rằng những người còn ở lại, họ sẽ cũng được cất lên với những người ấy và kinh nghiệm được phước của Chúa ban cho mình. Chúng ta sẽ xem lại ở trong phần thứ hai. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Ở đây chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh có đề cập đến những sự sống lại. Và đặc biệt khi nói đến sự sống lại của người tin Chúa, Kinh Thánh đã dùng những cụm từ rất ý nghĩa, rất tuyệt vời để mô tả. Chẳng hạn khi mô tả về sự sống lại của người tin Chúa, Kinh Thánh nói đến đó là sự sống lại tốt hơn trong Hebrews đoạn 11 câu thứ 35. Kinh Thánh cũng nói rằng đó là sự sống lại chỉ dành cho những người công bình hay là những người nghĩa trong Luca đoạn 14 câu thứ 14. Kinh Thánh cũng nói rằng đó là sự sống lại mà những người tin Chúa đang chờ đợi, đang trông mong ở trong cuộc đời của mình. Đó là sự sống lại từ trong kẻ chết. Và cụm từ rất quan trọng mà chúng ta chú ý tại đây đó là sự sống lại lần thứ nhất. Đây là một thuật ngữ rất hay, rất ý nghĩa ở trong Kinh Thánh. Có hai cụm từ mà Kinh Thánh thường sử dụng để nói đến số phận của những người sống ở trong cuộc đời này với hai kết quả khác nhau. Cụm từ thứ nhất đó là sự sống lại lần thứ nhất, đó là cụm từ dành cho những người tin Chúa. Họ sẽ chết về phần xác, nhưng sau sự chết phần xác đó họ sẽ được sống lại, và Kinh Thánh gọi đó là sự sống lại lần thứ nhất. Nhưng ngược lại với người không tin Chúa thì lại khác. Kinh Thánh lại sử dụng một cụm từ khác để mô tả về sự sống lại của những người này trong sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời, đó là sự chết lần thứ hai. Những người không tin Chúa, họ có được sống lại không? Thưa các anh chị em, họ sẽ được sống lại. Sống lại nhưng không phải sống lại để kinh nghiệm phước của Chúa ban cho, nhưng kinh nghiệm sự đón phạt của Đức Trời. Và khi nói đến sự sống lại của những người không tin Chúa thì Kinh Thánh gọi họ là sự chết lần thứ hai. Sống lại để chết, và đó là sự chết lần thứ hai của họ. Người tin Chúa sẽ kinh nghiệm một sự chết về thể xác nếu như Chúa chưa trở lại, nhưng sự chết lần thứ hai sẽ không đến ở trong đời sống của họ.
Ngược lại, đối với những người không tin Chúa, họ kinh nghiệm sự chết lần thứ nhất là sự chết về thuộc thể, và họ sẽ kinh nghiệm tiếp tục sự chết lần thứ hai, đó là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Và đó là sự khác biệt rất lớn giữa chúng ta và những người không tin Chúa. Đó là sự trông cậy sống của chúng ta. Chúng ta sẽ có sự sống lại lần thứ nhất. Ở đây chúng ta có thể ghi chú một ít điều liên quan đến sự sống lại lần thứ nhất mà Kinh Thánh nói đến, và đó là phần thưởng mà Chúa dành ban cho chúng ta. Thứ nhất, đây là cái cụm từ được dùng chỉ hai lần ở trong Thánh Kinh, và điều do Sứ Đồ Giăng nói đến trong Khải Huyền đoạn 20.